Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở giáo xứ Quảng Biên thuộc giáo phận Xuân Lộc, giáo xứ Quảng Biên ở Trảng Bom, Đồng Nai. Chúng ta cùng tìm hiểu một chút vẻ đẹp của ngôi thánh đường này nhé. Giáo xứ Quảng Biên, nhìn ở từ trên cao chúng ta có thể thấy một cái nét văn hóa của người Việt, đó là ở nơi tiền sảnh, nơi giữa hai cái tháp là một nửa của cái nón Việt Nam, và phía trên gian cung thánh thì những cái mái ngói cùng cách điệu của cái nón. Cái nét độc đáo của nhà thờ mang dáng vóc của hồn Việt qua cái nón cũng như ngói và các cái biểu tượng của Á Đông. Nhà thờ được phá cách từ cái nón Việt Nam. Hai cây tháp chúng ta cũng thấy sự khác biệt, cái hình chóp rất độc đáo. Quý vị hãy cho một like và bấm luôn cả chữ đăng ký để tiện theo dõi các clip mới của kênh Văn Minh Sự Sống. Ta cùng tìm hiểu một chút sự hình thành và phát triển của giáo xứ Quảng Biên. Ngày 18 tháng 9 năm 1972 thì có khoảng 311 gia đình Công giáo từ Quảng Trị di cư vào trong khu vực Quảng Biên Thống Nhất Đồng Nai. Họ định cư và sinh sống tại đó với sự hướng dẫn của cha Gioan Bautista Nguyễn Kim Thông. Năm 1974 thì Đức cha Giuse Lê Văn Ân quyết định thành lập giáo xứ Quảng Biên. Quảng Biên viết tắt của hai chữ là Quảng Trị và Biên Hòa. Lúc thành lập thì Đức cha đã cử cha Gioan Bautista Nguyễn Cao Lộc làm chánh xứ Tiên Khởi, và một năm sau cha Gioan Bautista Trần Văn Trọn được bổ nhiệm phụ trách giáo xứ Quảng Biên. Cha Gioan cùng với cộng đoàn giáo xứ Quảng Biên lần lượt khởi công xây dựng và khánh thành nhà thờ năm 1987, ba phòng học giáo lý vào năm 1993 và 14 chặng đăng thánh giá năm 2000. Năm 2008, cha Giuse Nguyễn Đình Nhiệm về phụ trách giáo xứ Quảng Biên.
Bên cạnh việc nâng đỡ đời sống đức tin cho giáo dân nơi đây, cha Giuse và cộng đoàn xây dựng lại nhà giáo lý năm 2010 và khởi công xây dựng nhà thờ mới như hiện nay vào năm 2011 và khánh thành vào năm 2012.